Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip nay thì mình sẽ review cho các bạn xem chiếc đĩa CD và VCD gốc album Vol 1 của nhóm H.A.T nha các bạn. Có tên là H.A.T, H.A.T in Hồng Kông. Thời điểm nhóm này thì lúc này chưa có chị Thu Thủy nha các bạn, chỉ có ca sĩ Ngô Quỳnh Anh, Phạm Quỳnh Anh và Lưu Bích Hữu thôi. Đây, mình sẽ mở bên trong review cho các bạn xem. Đây các bạn hãy xem nha. Đây là chiếc đĩa CD đồng trắng nha các bạn. Mình sẽ để sang một bên. Còn đây là chiếc đĩa VCD quà tặng nằm ở trong album này. Có bài album này có bài Taxi rất là nổi tiếng một thời luôn. VCD đồng xanh của mình thì vẫn còn dùng được nha các bạn, không có bị rít gì, chung khá là may mắn. Album này thì rất là hay luôn các bạn, hiện tại cũng khá là hiếm. Đây, bên trong thời điểm nhóm H.A.T rất là trẻ luôn. Khá là đẹp luôn các bạn. Booklet thì cũng khá là nhiều chứ không ít nha các bạn. Thời điểm này mình cực kỳ thích chị Lưu Bích Hữu luôn, rất là hay, giọng rất là đặc biệt luôn. Đây các bạn hãy xem nha. Em cùng mình đọc biểu diễn bị mất hết một phút rồi. Và rồi mình cũng đã review xong cho các bạn xem chiếc đĩa CD và VCD gốc album Vol 1 của nhóm H.A.T. Mình cũng xin kết thúc video đây nha các bạn. Gặp lại các bạn những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chào các bạn.